Hello anh em, chào anh em quay lại với vlog Mi AI. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một thử thách rất của mình. Đó là sẽ làm một cái clip vlog mà nói tiếng Anh. Ok. Rồi thì lý do mình làm cái clip này thì vì có một bạn ở trên group có nói mình là sao anh không làm bằng tiếng Anh để có thể là nhiều các bạn bè trên thế giới có thể biết đến các clip của anh hơn. Đó thì thực ra thì mình thì tiếng Anh cũng cùi. Đó và cũng thực sự là chưa đủ tự tin để làm các clip vlog bằng tiếng Anh. Thế nhưng hôm nay thì mình sẽ thử thách làm thử một clip vui vui thử nói tiếng Anh để xem là cái chất lượng clip tiếng Anh của mình nó đến mức nào nhá. Thì các bạn có thể xem và góp ý giúp cho mình xem là tình hình nó có ok không và có thể tiến tiếp được không nhá. Rồi, thế thì để bắt đầu clip hôm nay thì mình nhấn mạnh lại đây là một clip vui vui nhá. Mình không hề có ý đồ hay là gì cả, nó chỉ là một clip vui mình làm nhân dịp ngày nghỉ. À, và cái vấn đề mình làm hôm nay cũng là vấn đề rất đơn giản để anh em có thể dễ dàng, mà tiếng Anh mình có cùi quá thì vẫn có thể nghe hiểu được. Ok, thì vấn đề hôm nay mình làm là vấn đề mà chúng ta sẽ có thể là xếp được cái cookie của trình duyệt lại. Đó. Ví dụ một số bạn có xem cái bài về về cái clip về crawl Facebook của mình thì cũng có nói là sao mà em mỗi lần em mở cái trang Facebook ra thì lại phải login một lần, thì có cách nào mà nó xếp được lại cái login đó để lần sau nó không phải xếp không? Đó thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm việc đó, xếp cookie của cái trang Facebook lại để cho chúng ta có thể mở lại và không cần login. Ok, rồi phần nói bằng tiếng Việt đã hết rồi, bây giờ mình đến với thử thách của mình. Từ cái lúc này mình sẽ nói bằng tiếng Anh. Ok, các bạn cố gắng lắng nghe và hy vọng các bạn sẽ hiểu được nội dung của clip. Tất nhiên là mình sẽ có phụ đề bên dưới đó, để mà nếu mà tiếng Anh mình quá cùi thì các bạn có phụ đề để mà xem. Ok, so today problem is we will try to open when we try to open a new Facebook page and then we log in and call the information. After so the next time when we open is again we will log in again. So somebody asked are there any way to store the login and we can use it in the next time we open the window. So today I will do it. So the first thing we will save the cookie. We will try to log in into the Facebook and then save the cookie of that. So the process of install Selenium and log into Facebook is quite familiar because I have do it in many previous video. So I will try to install Selenium now. Yeah, it's fine. So now when we want to log into the Facebook, so we must open the Facebook, key in the information in the login window, and then click login, and then we store the cookie. That's how the pipeline that I will follow. So the first thing, we need to import the Selenium library, import Pico to store this library used to store the cookie in the file. And the second one from Selenium, import web driver, I think so. Yes. So the first thing we will try to open Facebook. Yes. No. I think the first thing is we should declare the browser. Yes, browser will. Is equal to maybe say web driver. Yes, web driver dot Chrome. Yes, and we keep it the executable part is equal to this one Chrome driver. Yes,
This one is quite familiar. I have talked about it in the many video in MIAI channel. Yes. So the first thing, we will declare the browser, and the second thing, we will try to open the Facebook. Yes. We will browser get HTTP. Yes, Facebook.com. Yeah. Okay. And then I'll try to log in. I'll get something. TXT user is equal to browser. This one I use to get the element. Get the username text box element on the web page. So find element by ID, and we give the ID of the text box here. This is email. And then after that, we send the key. We send the username here. For the username, you can send the email, the phone number, or the username. Here I use the email. Yes, of course. In this video, I will blur this one. I will not show the username and the password here. And the same thing, we will try to get the password. Password element on the page. Find element by ID, and the password ID is ID is pass. Yes, and again we send the password here. Of course, I will send something. I will hide it. Of course, I cannot show my password and your names on in clear text. So I will hide it in the video. And then after that, we will try to. You have two choice here. The first thing you can do, you can find the login button and click, you can find and click even on it, or you can do a simple thing that you can send the enter key on the password text box. Yes. So the TT password dot send key, and we send key dot we must import the key. We must import the key from Selenium dot webdriver dot common import keys dot key here dot keys. Okay, so now we have can send the key dot enter. Yeah, we send an enter key on the TXT password. Yeah, I think it's quite easy for us to understand. Yes, after that, we will try to sleep for about 10 seconds, for example. And we import from times import sleep. Yes, okay, so we will sleep for 10 seconds. And after that, we will save the cookie into the file. So picker dot dump, yes, browser get cookie, yes, and the file here is open my cookie dot pkl. Yeah, for you can spell, you can give any name here, any name you want, anything. It's okay, but the mode of this file will be write and binary. Yeah, so after this line, we will store the cookie in this file, in mycookie.pkl file. And the final thing, that we will close the browser. Yes, so now I'll try it now. Maybe you have some issue, some error. So, but I will try it. So Python dot space python space save cookie and see what happened. Yeah, okay, feed the username and password and login. It's fine, it's done.
Yeah, it's on here. Yes. And then we store the cookie. Yeah. You can see on the screen we have a mycookie.pkl file. We have successfully stored the cookie into the files. It's simple, right? Yes. And now we will try to open a new file, a new Python file, maybe a load cookie. Load cookie, yet. And now I will open the browser, load the cookie, and you see that we no need to log in again. Wait for me. Okay, once again we will import picker as import from Selenium we import our web driver. Okay, and then we will define browser is equal to web driver dot Chrome, and we space the executable part is equal to Chrome driver. Yes. The second thing, we'll open Facebook. Yeah, before you want to load the cookie of any page, yeah, the cookie of any page, you must open that page. For example, when I store the cookie of Facebook.com, so I must navigate to the Facebook.com before I can load the cookie. If you open maybe Google.com and you load the cookie, you say invalid cookie. Yeah. So now I will navigate to HTTP. Yeah. Facebook.com. Yes. And now we load the cookie. Ah, now I'll try it. So now I will open the Facebook.com, and you will see that we python.loadcookie, and I will show you. Yeah, it's open Facebook.com, and you will see a login screen. Yes, you can key in the email and password here. And now I'll close it, and maybe I will load cookie. From file, yeah, it's quite simple. Cookies is equal to pico load the file. The file is mycookie.pkls. Open my cookie, and the mode here is not write binary, it's read the binary. And then we will for cookie in cookies. You will load all the cookie browser dot add cookie and cookie easy. We look to the all the cookie in the file, and then we add to browser. And the first thing you try to refresh the browser, and you see the magic browser. Get again HTTP, yeah, Facebook.com. Okay, I try to run it now. Okay, wait a moment. Oh, so why it have two browser here? I think this one is correct. Yeah. Okay, now. It load the cookie and refresh. You will see we no need to log in again. It will display the home page. Yeah, it's right. Yeah, okay. So now you can easily to crawl, easily to send messages, easily to do anything you want on the Facebook. No need to log in again. That's how we work with Selenium and cookie. So I think today is enough. I will send you. I will put the GitHub repository about these two files in the content, the comment of this clip. Yeah, so I think it's fine. It's enough for today. Okay, rồi, tiếng Anh xong rồi, chẹo hết cả mồm.
Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành thử thách của mình là làm một cái vlog bằng tiếng Anh. Đó, thì tất nhiên là tiếng Anh không bằng tiếng Việt được rồi, nói mệt lắm. Đó thì ok, nếu bạn thấy clip này vui vui phân phân thì cho mình một like và subscribe. Và nếu mà có bình luận gì góp ý cho mình thì bạn comment ở dưới nhá. Bye bye.